Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Cảm ơn tụi bay nha. Bữa nay là sinh nhật của mày, mày là bạn thân của tao. Chính vì từ xưa giờ tao không có cái gì tốt cho mày nữa, ngày hôm nay tao phải dành một số tiền lớn để tao mua món quà ý nghĩa để dành tặng cho mày, để thay cho cái bánh kem, để chúc mừng sinh nhật cho mày. Đó là tình cảm của chúng ta. Hãy nhận đi món quà ý nghĩa. Dạ. Hai cái đèn cây. Hai đèn. Thích thì đem về thổi, không thích để trưng cũng đẹp. Ê, giỡn mày. Sinh nhật tao tặng kỳ cục quá. Tào lao. Tự nhiên sinh nhật tao tặng đèn cây giống như đám ma vậy ông nội. Đâu có đâu, thì cũng được mà kinh tế, nhưng mà tại vì nó không có bánh kem thì đốt đỡ thổi. Mình tặng quà là mình tặng cái gì nó có ý nghĩa. Đó. Nó sinh viên một chút mà nó kinh tế, nó hiệu quả một chút. Đây, tặng mày món quà nho nhỏ nhưng hiệu quả. Cảm ơn mày. Cái gì? Dao cạo rau. Tao đâu có rau đâu, cạo mày. Muốn cạo gì cạo. Ôi, mệt tụi bay quá, sinh nhật tặng kỳ cục. Mày không thích hả? Không, cứ lấy lại. Trả lại. Rồi, để về. Thôi kệ kệ, có quà cũng được, không sao. Cái nào ra cái đấy. Đàn ông nhất ngôn chí xuất, tứ mã nàng truy. Tao về tao đưa cho ba tao. Trời ơi, đưa cho má tao. Bữa nay má tao sinh nhật này, tao tặng tao sợ nó lấy muốn chết luôn. Mua này nhiêu hả? Cái này á, 10 ngàn mà trả còn 4 ngàn. Trời ơi, sao mà trả dữ vậy? Tao mua 10 ngàn tao lấy luôn á, tại bà già bán tội nghiệp. Ngu, trả giá tao cái này có 5 ngàn bạc. Vậy cuối cùng sinh nhật tao không có gì luôn hả? Thôi, tình cảm là chính, tình cảm là chính. Đãi ly cà phê được rồi. Ừ. Mà tụi bay ghê luôn á. Trong ống gì vậy cha? Đợi ai hả? Người yêu tôi tới. Ông đợi người yêu hả? Mày nói gì? Tôi đợi người yêu của tao. Bất ngờ đúng không? Người yêu kìa, nó có người yêu. Trời ơi, nó lớn rồi mày làm như nó con nít, phải có người yêu chứ. Rồi. Tao mừng giùm mày. Trời, từ xưa giờ tao tưởng mày biến thái. Mừng quá mày có người yêu rồi. Hỏi thăm cái nha. Cái gì? Trai hay gái vậy? Ê, vô duyên quá. Chơi nó biết nhiêu năm rồi, bạn bè biết nhiêu năm rồi, nhìn là biết nó quen trai rồi, gái gì. Ê, hai mày quá đáng vừa phải thôi nha. Quên, nói lộn. Nhìn là biết quen gái rồi chứ trai gì. Sinh nhật nay phải vui vẻ nha, nói bậy bạ không à. Tụi bay lúc nào cũng giỡn không á. Nè, nói trước nha, tí nữa người yêu tôi tới á, không có giỡn còn bậy bạ nghe chưa. Tao bảo đảm mày, người yêu mày tới tao sẽ chết liền, người chết sẽ không biết nói chuyện. Yên tâm. Yên tâm đi. Anh. Em. Chúc mừng sinh nhật anh. Ừ, cảm ơn anh nhiều. Em ngồi đi. Đây là Hùng. Ở kia là Hưng, bạn anh á. Dạ, em chào hai anh. Nice to meet you. Đại diện. Vô duyên. Thằng này. Ngồi chơi, cứ ngồi chơi, cứ coi dưới nhà mình đi. Ừ, này là quán xá mà. Em ngồi đi ha. À, em đẹp. Em tên gì? Dạ, em tên Hạnh. Hạnh à? Em tên Hạnh. Hả? À, bữa nay tóc dài ha, chứ bữa nhỏ tóc ngắn tên Hằng hả? Mới nói. À. Ê. Hả? Nói là không có giỡn nha. Anh, Hằng là gì anh? À, không, tụi nó giỡn đó em. Hằng là chị hai anh, đang nói chị hai anh. Trời ơi, này sao nó có tánh hay ôm chị hai. Bữa thấy ra thường ôm chị hai đó. Bỏ đi, cái chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc nữa. Ờ, à, mình cũng kỳ ha. Bữa nó nói tao nó quen qua đường không. À, vậy hả? Trời, sao mày không nói sớm đó, tao đừng nhắc. Không có gì hết. Em đừng để ý tụi anh nói nhảm. Trời, trời. Vui à, tụi anh vui là chính mà. Hằng là qua đường thôi, kệ, dĩ bản nhạt nhòa, đừng quan tâm, nói nhảm thôi. Tào lao. Tụi nó vui vậy em. Cái con Hằng vô quá khứ rồi. Kệ, đó là cái đó qua đường nhắc hoài này. Xin nói, tánh kỳ. Còn bạn anh nói gì vậy? Nói Hằng em gái anh á. Trời, này ngộ quá, nó không phân biệt được tuổi tác. Mới nói chị này, giờ nói em đó. Em ôm hoài bà nội. Là sao vậy anh? À, thôi kệ nữa em, cái gì nó hay có tật nó giật mình, kệ, bỏ qua đi. Nghiêm chỉnh. À, đi hỏi em nè, em làm cái gì vậy? Dạ em đang đi học. Trời, còn đi học, sinh viên. Sinh viên rồi. Nhìn em mặc đồ tưởng cô giáo ấy. Nó nghe nè em, how many tuổi? Dạ, em năm nay 22 tuổi. Ủa sao, 22 tuổi hả? Lớn hơn nhỏ kia 2 tuổi. Nhỏ kia 20, nhỏ kia 20. 20 hả? Trời ơi. Ủa? Lúc nó quen nhỏ kia có 18 mà. Mấy anh đang nói ai vậy ạ? Hả? À? Không, nó điên, nó khùng. Không, à, nó... Em anh. Anh nó vui á, nó nói giỡn. Nhỏ em anh ở nhà mới 20 tuổi à. Bạn của anh vui quá ha. Ờ, vui lắm em. Em dân Sài Gòn hay đâu hả? Dạ không, em là dân tỉnh. Nghe giọng
quen biết dân tỉnh. Cái dòng mà dân tỉnh lên đây học á, ba má cho tiền đi ăn học á, dễ bị dụ đó, mà xong dụ xong có bầu về dưới ôm hận khóc chết. Cái đó báo đăng hoài, cái đó phim bộ chí hoài à. Mà bữa mày thấy cái vụ mà báo đăng nhỏ kia đó, là dưới tỉnh lên học xong cái bị nó đưa vô phòng rồi nó yêu quá nó giết đó nhớ. Ừ thì ghê, nổi da gà. Ê, nói nổi da gà nè. Ủa ai vụ mà vụ ai hả anh? Bây giờ tôi nó đang nói trong chuyện, trong báo tin tức rồi này nọ, đừng quan tâm nó. Em ăn gì? Dạ em ăn cái gì cũng được. Giống nhỏ kia. Cái nói cái đâu giống nhỏ kia. Khoan. Em ăn gì cũng được hả? Dạ vậy em muốn gì anh kêu luôn nha. Dạ em muốn cái gì cũng được. Tay ra. Dễ thương con kia. Con kia vô là trời ơi em ăn phở em uống nước cam. Còn con này vô ăn gì uống gì cũng được. Nhắc đâu nhớ. Nhỏ kia nó khó chịu dễ sợ mình. Khó chịu lắm, quỷ cam giác mà cam Mỹ mới chịu uống. Đấy, rồi ăn phở bò út mới chịu ăn. Bà nội cha con nhỏ nào nó điên. Thằng này giờ này con nhỏ này được này, công nhận nó quen nhỏ được nè. Được. Đúng không? Đúng. Thích nhỏ nào có một ruồi vậy được. Anh. Ây dạ. Vậy mà anh nói anh quen em là người đầu tiên hả? Không. Anh thề luôn á. Em là người đầu tiên anh quen á. Trong tháng này đó. em đừng giận. Ngồi xuống. Không có giận. Gái đứa dễ giận cứ sợ. Ngồi xuống đây anh nói nghe nè. Em ngồi xuống đi. Em ngồi xuống đi. Bình tĩnh. Từ từ dịu dàng chút xíu, gái dễ giận quá. Ê anh nói cho em nghe nè. Cái gì qua rồi là qua rồi, em hiểu không? Tại vì á, gu bạn anh biết mà. Nó quen toàn chữ H không à. Ngày xưa nó quen con Hương nè, thấy không? Hương học chung lớp. Con Hường có đỡ quen thằng Huy đó. À vậy hả? Ê. Hả? Gì? Quên gì vậy? Không có, thằng Huy là bạn đó. Bạn. Thì bạn bình thường, bạn nam bình thường. Bạn chung lớp anh luôn á. Bạn nè. Ừ. Hùng. Cái gu thằng này là chữ H. Bạn chữ H mà. Để cái gu nó. Anh quen thường thường là chữ H không, mà như em là Hạnh nè. Hùng Hưng. Đó. Có đợt nó quen nhỏ tên Hôi đó. Hả? Làm gì có đó là tới nói mày. Quên mày những mày. Hai mày quá đáng vừa phải thôi nha. Gì đâu. Làm gì lỡ Hạnh hiểu lầm rồi sao? Đừng hiểu lầm. Vui thôi. Đừng hiểu lầm, miễn cưỡng không hạnh phúc, đừng hiểu vậy lầm. Con hằng rồi là ai hả anh? Thì em ơi, nãy giờ tôi nói giỡn thôi mà chứ không có gì hết á. Em đừng hiểu lầm nha. Thôi, vậy mà anh nói anh quen em là người đầu tiên. Trời ơi, giận rồi, bỏ đi rồi. Đó, hai anh bay vừa lòng chưa? Tao nói cho hai anh bay biết nha. Tao ra tao mày năn nỉ không được, tí nữa về hai anh bay biết tay tao á. Nhỏ giận bỏ đi mày. Ê mày có mình làm gì có quá đáng không? Quá đáng gì đâu, vui thôi, cái gì đâu. Thấy nhỏ giận thiệt á. Giận gì? Mấy đứa mới lớn nó quen nhau vậy đó, giận hờn vu vơ mấy móc lạnh quê liền à. Phải không? Ừ. Lát nó là quê phải không? Lát là quê liền. Biết nãy chọc thì mấy câu. Mà ác dễ sợ. Dễ sợ. Anh. Ủa? Ủa, sinh nhật anh Đức mà anh Đức đâu? Nói với bồ nó mới cãi nhau, bỏ chạy năn nỉ rồi. Hai người ghẹo đúng không? Ghẹo gì đâu, tụi anh giỡn à. Thôi nha chưa, người ta yêu đương mà chọc vậy hoài, lỡ rồi người ta chia tay làm sao? Có đâu. Em khéo lo. Em chào hai anh. Ủa, quê hả? Em chào chị. Chào em. Bồ Đức. Ờ, vậy hả? Quê hả? Ủa, chị là bạn của anh Hùng hả? Không, chị bạn anh Hưng. Nắm tay bạn Hùng, nắm tay bạn Hưng với bạn Hùng. À rồi, em biết rồi, vậy là chị tên Lan đúng không? Trời ơi, mỗi lần đi chơi đi uống nước hả? Là anh Hưng ảnh nhắc chị Hoài à. Có phải chị học năm 2 trường đại học sư phạm đúng không? Gì vậy bà nội? Ôi em ơi, hình như là em lộn rồi. Không, chị không phải tên Lan, chị tên Lệ. Chị đang học nghề make up á. Chứ đâu phải là Lan gì học sư phạm á. Ủa, vậy sao hôm bữa em với anh đi uống nước, anh nói là anh đi Đà Lạt 4-5 ngày với cái chị nào tên Lan mà ta? Ủa anh? Tôi mới gặp bà lần đầu tôi đi uống nước bà nào bà nội? Anh ơi, anh đi Đà Lạt 4 ngày nào xong nói em biết vậy hả? Anh đâu có đi, anh không có đi. Không có đi hả? Ủa đi 4 ngày lận em? Ủa sao người ta nói là anh đi uống nước dẫn theo rồi đi Đà Lạt 4 ngày nữa hả anh? Cái điều này tôi không biết. Em nhầm, em xin lỗi. Vậy là anh quen hai người một lúc hả? Cái gì? Ôi trời ơi. Không có, không phải, nó giỡn. Em nói chị giỡn đi, em nói gì mà anh chị giỡn đi. Em nói em đang giỡn, nói đi. Hôm bữa anh còn đi với chị Liên, chị gì nữa nè. Chị Liên nè, chị Lâm nè, đúng không? À, sao anh quen toàn lựa chữ lộn, quen với anh hả? Quen là, trời quen ơi, là. Trời ơi, anh em đừng có giỡn là nhiều tôi mà. Trời ơi, chia tay. Tao biết nói sao đây khi người ta. Mụ nội mày hú hồn. Tôi quen con Liên con nào? Hả? Hồi nào?
Em cũng quá đáng nha. Coi em vậy chứ mà ghê quá nha. Hiền mà không có hiền nha. Ha, người ta giỡn giỡn xíu cái giờ vô chơi lại người ta, em cũng dễ sợ thiệt á nha. Ủa đâu có đâu. Mày là quả báo, mày ăn ở ác á, bị lâu lâu có người chơi mà lại cũng vừa ở mày nha, đáng đời. Anh nói thiệt em á, em mà đốt cỡ đó là chỉ là đốt được cái loại mà nhà tranh như kiểu của con này thôi. Là tại vì con nhỏ đó nó nhẹ dạ cả tin, thấy không, mày kích mấy cái nó không giận, thấy không. Còn riêng bạn gái của anh nè, đây là lát nó tới. Chấp, anh dùng là dùng cái từ chấp với em á. Anh chấp em nói có nó tin hay không, tin anh đi bằng đầu. Thời gian sẽ trả lời thôi. Anh Hùng sẽ biết. Lần vào, lần vào. Anh giới thiệu em đây là bạn gái anh. Tình. Tina Javala Tình. Rồi, quăng qua đi. Có chiêu gì cứ quăng qua, cứ xài thử đó em ơi. Cứ việc thoải mái tùng chiêu. Ủa? Anh vừa mới nói cái gì vậy? Anh nói là em cứ quăng qua đi. Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Nói gì đâu, gì vậy? Mắc cười thôi, mắc cười thôi. Đây là đang ai? Đốt, đang đốt. Đây là ai? Bạn gái anh nhắc lại lần nữa. Tina Javala Tình. Gì? Anh có thể nhắc lại lần nữa. Đây là ai? Tâm, nó lộn, chết cha. Trời, tự nhiên cái nói tình, vô duyên. Tâm tình, em hiểu không? Anh nói tâm tình, anh nói là ông tên. Là bạn gái của anh sao? Bạn gái anh. Vậy còn tôi là gì đối với anh? Trời ơi, phim vào khúc gây cấn rồi nha. Sao anh lại... Hôm qua anh đã nói gì với tôi? Mà tại gì? Sao hôm nay anh lại đi với một người khác nữa? Diễn hay vậy. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đối xử gì? Bây giờ ba mặt một lời. Đó, chị tên là Tâm đúng không? Đúng. Tôi là Tình nè. Mà anh Hùng á, anh có sở thích là quen người tên chữ T. Đâu đây? Đang đốt em. Anh không dám nhận hay sao? Cho nó đốt thoải mái. Nhận gì em? Anh Hùng à? Gì em? Tôi không ngờ lại đối xử với tôi như vậy. Gì nữa vậy bà nội? Tôi thì không sao. Nhưng còn đứa con trong bụng của tôi thì sao? Trời ơi, mày gan quá. Có bầu rồi. Nè, anh hãy cảm nhận nó đi. Cảm nhận gì bà nội? Chết mày chưa? Con của anh mà ăn có anh cũng không biết hay sao? Chết cha, nó đổi chiêu. Trời ơi, em, nó giỡn vui. Okay. Bây giờ anh còn giỡn được nữa hả? Đó. Đứa con mà anh đặt tên là Tí đây nè. Đặt tên nào bà nội? Trời ơi, gia đình ba T. Ba T. Gì vậy? Tôi không ngờ anh có thể trắng trợn như vậy. Trắng trợn gì? Anh nói gì đâu mà trắng trợn, làm gì em? Giỡn em, hiểu không? Lố rồi, lố rồi. Chị tên là Tâm đúng không? Lố em, lố. Lố. Em... Gì vậy? Chóng mặt hả? Gì vậy? Ôm ngán. Em mong chị á. Gì? Là hãy ráng giữ ảnh. Vì ảnh có cái gu là chữ tờ. Gì vậy? Ảnh rất thích quen với những ai chữ tờ. Lố rồi em. Lố rồi. Bỏ qua ha. Giỡn nãy giờ, giỡn em. Không gì trơn á. Bỏ qua ha. Khốn nạn. Chết mẹ gì vậy? Sao quýnh gì? Sao anh lại có thể như thế? Tôi làm gì em? Làm gì tự nhiên cái tát ta vậy? Gian xạo. đúng rồi. Quất nữa đi em, quất. Quất bà nội mà chứ quất. Tao thấu cá. Giỡn này đủ rồi nè. Em ơi, giỡn. Nãy giờ là giỡn không? Nói đi, nói là giỡn vui. Em chỉ xin nó một lần cuối cùng nữa thôi. Xin gì nữa bà? Anh có thể cho em ôm anh một lần nữa. Trời ơi, con lại mẹ. Thôi. Đi. Đi. Chị Tâm ơi. Đừng nghe em nói. Em chúc chị sẽ hạnh phúc bên anh Hùng. Đương nhiên hạnh phúc. Nhưng rồi. Nhưng chị hãy ráng giữ ảnh nha. Gì vậy? Đừng để sau này phải có cô Tủng, cô Tèo nào đó giống như em bây giờ đây. Đây là diễn kịch, em hiểu không? Đây là diễn kịch. Thấy không? Tự nói tự mất ói ha. Em đang bị ốm ngán. Trời. Em xin lỗi. Bây giờ em sẽ là người ra đi. Trời đất ơi, bà làm gì bà là cẩm ly vậy? Em sẽ là và người và mang đi. Theo đứa con này. Trời đất ơi. Em chúc hai người hạnh phúc. Còn lại mẹ, biến. Em, thấy không? Rõ ràng là diễn kịch, không có gì hết trơn. Tự nhiên nó...
Hèn gì, hai ngày nay tôi thấy trong túi quần của anh có một bức thư của người phụ nữ nào đó tên Tuấn. Tôi không ngờ là anh mà toàn thích những người phụ nữ tên T. Cái T cho Tuấn đó là à... Ủa, mày quen nhỏ là tên Tuấn vậy? Tuấn là má tao. Bà nội ơi, má tao viết thư lên cho tao. Bà đọc cái tên không, bà không có đọc nội dung. Bà tao quen nhỏ là tên Tuấn. Trời ơi, con quỷ. Vậy là nó đã, vậy là nó đã bỏ đi. Nó đã bỏ đi rồi. Vui 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 vui. Vui cái gì? Mày cười cái gì? Hên nhà, nhà bạn trái chưa? Tao nói cho mày nghe. Mày ngồi xuống đây. Mày ngồi ở đây, tao tiếp chuyện mày. Sao sao sao? Cái con mà sinh viên gì đó là nó ở đâu ra? Mày nói đi. Bạn gái mình. Mới vừa rồi là tao với thằng này là bị nó chơi. Mà không còn cái gì nữa. Bây giờ hai đứa bạn gái tao giận tao luôn rồi. Cái con nhỏ nó ghê lắm. Kịch bản này mình dựng hết đó bạn ơi. Là sao? Vô tình thôi, đốt nhà người ta, nhà mình cháy có gì đâu. Nhà nhà hai bạn cháy hết rồi đúng không? Thì ra em là ơi. Người châm lửa là bạn. Dạ. Anh đứng nghe nè. Có sao tụi bị què đâu vậy? Mình đạo diễn hết á. Ôi, một cặp đạo diễn và diễn viên trẻ tài ba. Cảm ơn bạn. Tụi bay rảnh quá. Chẳng có định làm gì trên đây là có gói quà nha nhỏ. Đừng đập mà đừng có căng quá. Hôm nay sinh nhật mình vui vui. Vui bà nội mày. Xong không bia, kiếp xong thừa. Ngồi đây uống sáng mai về luôn. Mới cầm cái ly ra cái biết có chiến hữu tới. Ê, quất với tao một cái mày. Quất mẹ. Chết cha chú tôi. Con xin lỗi chú. Trời đất ơi, mày coi nhìn lại mày kìa. Sao? Con vợ mày nó đưa đò, mày không phụ nó. Mày đi ngồi nhậu suốt vậy đó hả? Chú chửi tôi hoài à. Bây giờ vô phụ con vợ mày đưa đò không? Tôi nói rồi tôi không đưa, tôi ở đây tôi uống nè. Được không? Ai làm gì tôi? À. Tại sao mày không vô phụ nó đưa đò hả? Ừ, tại vì nó. Chú hỏi nó đi thì có chuyện thôi. Được rồi, tao kêu nó. Tao kêu nó đây nói chuyện với mày. Kêu Đen đi. Ơi! Dạ. Đen! Dạ. Ra đây. Vợ đâu phải làm má đâu à. Tôi sợ nó. Đúng không? Tới kìa. Bây giờ tôi ngồi đây nè, tôi quê tôi uống rồi tới sáng mai tôi về luôn nè. 2, 3, vô. Dạ, cơm cá. Cái ly nè má. Trời đất ơi, mày không vỗ cho cái nuốt cha cái ly rồi à. Thôi mày dạy chồng mày đi. Nói rồi tao hết nói nổi rồi. Tao đi vô trong nhà tao chùi bộ lư á. Dạ, chú vô đi để con dạy ông chồng. Ông vô cha nó ra rồi cho nó yên thân. Ba về đúng lúc á. Làm gì đúng lúc? Có khô nhậu rồi. Khô đâu? Đó. Đâu? Nè. Trời đất ơi, Yến nói tôi hả? Ông có nghe chưa? Tại sao không nói tôi cái món này nó ngon ngon chút? Nói khô này khô kia hoài vậy hả? Trời ơi trời. Bà nhìn lại bà đi. Còn món nào ngon đâu? Trời đất ơi, không lẽ tôi đánh cái cây này vô lên đầu ông chứ? Xuống gấp cái gì bởi vậy đó? Đàn ông phụ bạc dễ sợ ha ha. Hồi xưa chưa cưới được á, nói ngon nó ngọt. Bây giờ cưới rồi nha, cho đã nhã xác không? Chứ tôi hỏi bà có ai ăn mía mà nuốt luôn xác không? Nói gì cũng nói được quá à. Ha? Đi vô trong đó đà. Quê rồi, không có đưa rồi, ngồi đây uống à. Trời đất ơi. Nó không có uống hay chưa? Phải giật ly kìa. Ha, xin lỗi bà. Còn nè. Tôi nói là không có uống nghe chưa? Tôi tiếp tục uống á. Còn ly là còn uống. Đó. Đây. Trời đất ơi. Tôi còn không? Lấy hết luôn đi. Đó. Trời ơi, có ly rượu mà có dắt vô lựu đạn ơi, có chịu nổi không? Bởi vì tôi nó hối hận khi lấy ông lắm. Trời. Hồi xưa ông Hưng, ông theo đuổi tôi mà tôi không chịu. Bây giờ nghĩ lại em nhớ anh quá anh Hưng bà, ơi. Bà Ninh, bà nói thằng Hưng nào theo bà? Anh Đàm Vĩnh Hưng. Ý trời ơi, vợ tôi nó mỏng mà nó mơ má ơi. Tại tôi. Bà đừng,
Ba đừng có nhắc tới mà tôi hận ba. Làm gì hận? Cũng vì ba mà Hồ Ngọc Hà bỏ tôi nè. Trời ơi, xém nó té xong luôn rồi. Ôi ơi, ba đu cao quá, làm chi vậy? Leo cuốn ngọn cây làm chi, đi xuống đây chơi nè. Mệt ghê vậy á. Đu cái gì, bà mới là đu cao á. Làm gì đu cao? Trời, Đàm Vĩnh Hưng đồ nữa. Nhưng mà tôi nói thiệt bà, tôi không đưa đò là tại bà. Làm gì tại tôi? Tôi hỏi bà nè, mỗi lần mà đưa khách qua bên sông á, thấy không, bà biểu tôi ngồi ngoài trước, tôi chèo thấy bà nội tôi luôn. Còn bà ở ngoài sau á, bà đâu có chịu chèo, bà đứng bà hò cho khách nghe. Mà đàn bà con gái á, bà đứng hò đàng hoàng, tôi không nói. Trời, nó nè, nó đứng kiểu này nè, nó hò ai chịu nổi không? Hả? Bởi vì vô duyên, không có biết cái gì hết trơn mà nói. Sao? Thì cái đò đó, nhìn cái đò coi, đó, cái đò nhỏ xíu thấy không? Đó, lắc qua lắc lại, đúng không? Đó giờ tôi không đứng kiểu này té sao, đúng không? Thì bà lỡ có té xuống sông thì tôi vớt bà lên. Ai mượn? Tôi biết lội mà, mắc mới gì vớt. Mà bà đâu có chịu té xuống sông. Bà làm bộ bà đứng về, cái bà ngã tới, ngã lui, cái bà ngã lên đùi của con cha trên đò. Trời ơi, bà coi coi tôi tức không? Tức gì mà tức? Ông, bởi vì ông không biết cái gì hết trơn á mà nói hoài. Sao không biết? Té lên đùi cái thằng nó êm hơn. Trời ơi! Té xuống sông nó ướt đồ sao cha nội? Trời ơi, tôi mọc sừng lâu lắm mà tôi không biết. Mệt. Mỗi một ngày đưa khách qua sông 30 lần, bà té 30 lần luôn không nội ơi? Ui, nó nhiều nhảm quá, đi vô trong đưa đòn tôi thì tới nhất tới nơi rồi. Không được. Cái gì quê nữa? Là không được. Bây giờ nếu bà muốn tôi đưa đò với bà, một điều kiện. Sao mệt quá, nói đại đi. Được à, phải không? Bà đồng ý phải không? Lẹ lên. Tôi với bà, mỗi người ra 3 câu thơ. Nếu bà thắng tôi theo bà đưa đò. Bà thua tôi bán con đò. Có làm chứng không? Được rồi, bây giờ bà muốn kêu ai ra đây làm chứng cũng được hết á. Giờ mới kêu ai làm chứng đây chứ. Chú! Lộn rồi phải không? Đứa nào quýnh đứa nào? Hả? Hồi hai đứa tao đánh mày á. Trời. Khổng lắm. Bây giờ vậy, hai vợ chồng thi thơ với nhau. Nếu mà con thắng không theo con đưa đò, ổng thắng không bán con đò, về chú làm chứng cho con được không? Tao làm chứng phải không? Rồi vậy thì đứa nào thi trước? Giờ chắc ổng luôn. Mày thi trước đó mày. Vậy là bà chuẩn bị nghe thơ mà bà đối nha. Đối cho nó hợp lý nha. Thôi dĩ nhiên. Được rồi, để tôi tìm câu thơ nào khó để cho bà đối không được mới được, tôi phải thắng bà thôi. Coi có bài thơ. Rồi, nhìn bà rồi tôi biết có thơ liền. Có rồi, bắt đầu nghe nè. Thôi đọc đi. Có chồng còn bỏ theo trai. Trời ơi. Nói bà đó. Nói chửi bay đó. Chứ còn gì nữa. Mày quất lại nó. Đọc lại ơi. Có chồng còn bỏ theo trai. Trai còn bo lại tao 2 cây vàng. Trời ơi. Hay. Thằng nào ngu mà bo nó 2 cây ông nội. Trời ơi, của bà tên thiệt, gặp tôi đưa chừng 2000 thôi. Trời ơi, xin lỗi ông à. Cái bản mặt của mày á, mới 2000 á. 2000 không ai thèm cho nữa đó chú. Rồi được rồi, tiếp tục nè. Đọc đi. Đêm nằm vuốt bụng thở dài. Đó, đối với nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều. Hay. Trời ơi, tôi mọc sừng lâu mà tôi không biết. Rồi đó là đọc tiếp đi. Còn câu đọc đi mày. Còn câu nè. Rồi đọc đi. Chim khôn chim ngẩn cao đầu. Đó, đổi đi, cái này mới chết nè con ơi. Câu này hơi căng nha. Xạo con với tao hả? Mày phải tìm con nào để mà mày đối lại con chim nó. Mày kiếm con khác đi. Kêu đọc lại suy nghĩ. Đọc lại mày. Chim khôn chim ngẩn cao đầu. Có chưa? Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim. Trời ơi, hay. Hay không chú? Hay, thằng này nó chết chắc luôn rồi. Hèn gì cái đầu tôi tóc mọc không nổi luôn. 3-0 rồi con. Chưa thua, bây giờ tới phiên vợ con nó ra thơ. Nghe nè. Nghe. 100 năm bia đá cũng mòn. Bia chai cũng bể chỉ còn bia ôm. Trời đất ơi. Mày chết. Gió đưa, gió đẩy cột đình. Câu này trúng tủ rồi. Trúng tủ gì? Đọc lại đi. Gió đưa, gió đẩy cột đình. Tao rình con chị, còn rình con em. Trời. Nó rình em kìa. Nó rình bộ tao, rình sao mày quýnh tao? Tao rình trên giữa chứ. Trời đất ơi, nè tao là chú mày đó, mày ngon mày quýnh trên đầu tao đi. Trời ơi. Ai kêu ông suối? Trời đất ơi, bay còn một câu nữa mà, bay ra cho nó bí rồi, nó kêu nó xuống đó, nó đưa đò phụ bay chứ. Thua rồi. Còn câu nữa. Còn câu nữa. Nghĩ câu nào khó đó. Có rồi. Tìm em như thể tìm chim. Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông. Xong.
Con này không phải chim. Vậy? Chứ con gì? Đại bàng. Kệ nó mày. Nó bay ngoài biển mà làm gì có chim, chim nhỏ xíu à, nó bay trong đất liền thôi. Nhưng mà đói được không? Mày đói lại đi. Bà đọc lại một lần nữa đi. Tìm em như thể tìm chim. À. Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông. Tìm chi cho nó mất công, nó bay cho đã trụi lông quay về. À. Chịu không nổi tôi rồi. À, dở quá, mày đố cái con nào, mày đố mấy cái con mà trong bàn nhậu nó không là nó biết rồi. Mấy câu đó con biết thôi, con đâu biết câu nào nó đâu. Giờ vậy là ba đâu? Đều à. Rồi rồi bây giờ ba đều đó. À. Nhưng mà bây giờ vậy nè, một câu quyết định thôi mày. Bây giờ một câu quyết định phải không? Ờ. Bây giờ không chơi thơ nữa. Chứ sao? Phải không? Tết đến rồi là mình phải ca. Ca. À, ca mà đố nhau mới vui chứ. Mà làm sao không hiểu? Bây giờ chú làm chứng tôi với vợ tôi. Rồi. Ai cũng được ca một đoạn nhạc ngắn thôi. Rồi. Mà đố đối phương bài hát đó nói về con vật gì. Bài hát được không? À, nó hát rồi không luôn. Rồi bây giờ một bài một thôi. Ai hát? Bà hay tôi? Chấp ông luôn. Hát chấp đi. Nữa, chấp nữa. Được rồi. À, bà giỏi lắm. Bà nghe kỹ coi nha. Bài hát này nói về con gì nha. Ừ. Nghe nè. Nghe phụ con chứ. Tao phụ khi đó. Tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Nhưng hết rồi á. Tới đó hả? Có gì kỳ vậy? Bài hát là có hai câu mày. À, thì hai câu thôi. Bây giờ đoán con vật gì mới là hay chứ. Thì hai câu nghe con gì đâu trời. Ờ, chịu thua đi. Tao nghe được cái con nhà nghèo thôi. Con nhà nghèo là có con rồi. Gì? Con người. Tầm bậy, người ta đố con vật mà. Cha, con vật con gì ta? Trời ơi, chết đâu, đâu có con vật trong đó đâu. Ờ, đúng rồi, làm gì con. Ê, mà chơi Giang, mày có con vật trong đó đâu mày? Có nha. Tôi giải nghĩa hợp lý thôi chứ. Rồi bây giờ thua đó, giải nghĩa phải hợp lý nha. Nói cho đúng rồi mày. Ờ. Rồi, được rồi, chịu thua, chú làm chứng nha. Rồi, tao làm chứng cho. Nghe nè. Rồi, rồi. Khi tôi sinh ra mang được nghe tiếng con nhà nghèo. Con gì? Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Con gì đâu? Từ nhỏ tới lớn mà mày nghèo hoài thì số mày là số con rệp. Này là đố mẹo. Chú làm chứng đi, cái đó hợp lý không chú? Hợp lý không? Nó nói đúng. Đó. Không, cái này đố mẹo con không chịu nha chú. Không phải mà nó nói đúng mày ơi. Đúng gì mà đúng, con là con nhất quyết không chịu cái kết quả. Bây giờ là chú quyết định đi, ai thắng? Mày thắng đi. Chơi. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ chú quyết định tôi thắng, bà không có cãi. Bây giờ tôi thắng phải không? Hồi nãy nói rồi, tôi sẽ bán con đò. Không cho bán. Bán. Không cho bán. Quyết định bán. Ly dị. Chết cha. Hai đứa bay ly dị, tao đi bụi hết trời. Đi qua xin lỗi đi thằng ông nội. Chanh ra đi. Đi qua xin lỗi. Trang. Anh mới nói có hai chữ bán đò mà em đòi ly dị sao Trang? Giỡn mặt thét lừng. Tao cúng con heo liền. Trời, nó tưởng tôi quỳ qua năn nỉ đó kìa. Trời đất ơi, bây giờ ly dị chịu luôn phải không? Đương nhiên. Ừ, ông hay lắm. Sao? Chia gia tài. Được rồi, bà cần chia gia tài, bà cần cái gì trong nhà cho bà hết luôn. Nhớ nói câu này nha. Đương nhiên. Đồ đạc trong nhà tôi lấy. Chuyện nhỏ cho luôn con đò. Cả nhà. À, cái này cưa đôi à. Nhà có giá lắm, cưa đôi. Tôi nhường cho ông. Hả? Trời ơi. Ê. Trời ơi, người đàn bà can đảm ra đi với hai bàn tay trắng. Quân tử. Được, bà vô cuốn quần áo đi liền. Người đi phải là ông. Tại sao? Căn nhà tôi nhường cho ông, nhưng miếng đất tôi lấy. Trời. Trời ơi, tự nhiên miếng đất bà lấy mày. Rồi cái căn nhà lá rồi tôi đem đi đâu? Thì kêu xe cẩu đến cẩu ở nhà vô rừng hả? Trời ơi, xe cẩu tới rồi nhà lá nó sập cha nó rồi. Thì cho nó bay luôn đi. Trời ơi, vậy là ăn nhậu đi, vô rừng ăn nhậu đi. Ờ. Vô rừng kiếm mấy con khỉ nhậu. Thôi, không nói chuyện. Nói nghe nè chú. Thôi, bên đây có đất. Bên qua này đây. Có đất qua đây. Thôi. Đây con nói chú nghe nè. Vợ con á, nó dồn con vô chân tường rồi. Bây giờ con không chịu rồi, con cũng phải chịu thôi. Bây giờ chú qua năn nỉ nói giùm con đi, là nói con sẽ bỏ nhậu theo nó đưa đò. Phụ nó nghe chưa? Phụ mày hứa nghe chưa? Con hứa mà, chú qua năn nỉ giùm con. Nó nói nó bỏ nhậu rồi con. Không có tin. Nó không có tin mày. Thề. Nó thề rồi con. Quỳ xuống. Quỳ xuống đó. Trời ơi. Gì vậy chú?
làm tao liễu hết trơn. Kêu chồng con quỳ mà chú mắc cười quá à. Bước qua đây. Qua qua. Đứng giữa bước đi, mà tao đứng giữa nó quýnh tao nữa. Bước lên. Bước rồi. Khoanh tay lại. Giống má tao á. Xin lỗi. Xin lỗi ai? Xin lỗi ai? Tôi dở mặt với ông hả? Hả? Làm gì khóc? Tôi sợ bà quýnh. Đánh chưa? Đánh chưa mà khóc? Thì tôi khóc trước. Giờ có đánh nè. Xin lỗi chưa? Xin lỗi bà. Bỏ nhậu theo bà đứa đò. Đúng rồi. Nói một lần phải biết nghe đi. Nói hai ba lần không chịu nghe bây giờ đánh cặp. Thôi tao. Gì vậy chú? Lòng con hết hồn, con đang dạy chồng con mà. Trời đất ơi, bay biết nói nó là chồng của bay. Ờ, mà đánh nó như con vậy đó à. Đúng rồi. Nói chuyện với chồng mà xưng là mày tao, nghe chói cái lỗ tai à. Bay cũng vậy nữa. Con sao? Ăn nhậu riết à. Một năm có 365 ngày mà nhậu hết. Trống ngày uổng. Nói trả lời hả mày? Hả mày? Thấy không? Ông nói vợ tôi rồi ông cũng đánh tôi hoài à. Tao chú mày. Tao đánh mày được. Mày hư. Ăn nhậu không à. Nhậu người ta có dịp mới nhậu. Tiệc tùng nè. À, năm mới nè, người ta cụng ly nhau, người ta chúc mừng sức khỏe nhau. Còn mày nhậu suốt à. Lớn rồi, ta nói ít thì hiểu nhiều. Nó nãy giờ hai đứa mày có hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu đi xuống dưới đưa đò đi. Có ai đâu đưa đò. Có khách đâu. Trời đất ơi, bên kia xong người ta đi chợ Tết kìa. Hai vợ chồng qua đó đưa người ta về. Dạ. Rồi, nhớ rồi. Nghe đi, chán tụi mày thiệt á. Chú quăng chai này giùm con luôn đi. Tao giục luôn à. Anh. Em. Nó dồn hết hộp dí hả nội. Kêu giật mình. Rồi em kêu anh cũng giật mình vậy. Mình quề rồi ha. Nắm liền. Ủa gì không hiểu. Ẩm. Trời ơi cái giờ này ẩm rồi nữa trời. Ẩm liền hả. Trời ơi mà. Trời trong mặt mắc cỡ quá. Ý dồn kìa.